diễn viên Hồ Bích Trâm đón tin vui cùng chồng doanh nhân. Trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm chia sẻ hình ảnh chụp cùng chồng doanh nhân, tiết lộ vừa sinh con thứ hai. Kèm theo đó, người đẹp 8X cho biết cả mẹ và bé đều khỏe sau ca sinh mổ. Sau phim Về Nhà Ăn Tết bật mí thêm, em Ruby, tên gọi thân mật con của Hồ Bích Trâm, chưa khóc mà ba Trọng đã khóc rồi. Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng khi Hồ Bích Trâm săn rồng thành công. Được biết trong quá trình cô vượt cạn, chồng luôn bên cạnh để động viên tinh thần. Anh cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi chứng kiến con gái chào đời. Hồ Bích Trâm giữ nhan sắc rạng rỡ trong quãng thời gian mang thai lần hai. Chia sẻ với chúng tôi, Hồ Bích Trâm cho biết sức khỏe của cô vẫn tốt. Nữ diễn viên tâm sự thêm sau khi sinh con thứ hai, cô dành thời gian nghỉ ngơi vài tháng rồi mới trở lại công việc. Trước đó, trong quãng thời gian mang thai, người đẹp 8X vẫn thường xuyên livestream bán hàng, tương tác với người hâm mộ. Hồ Bích Trâm kết hôn hồi năm 2021. Chồng cô là một doanh nhân, hơn 7 tuổi. Dù không hoạt động nghệ thuật song anh luôn thấu hiểu và ủng hộ cô làm nghề. Không lâu sau, nữ diễn viên 8X đón con đầu lòng. Hồ Bích Trâm có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi lấy chồng sinh con, Hồ Bích Trâm vẫn tất bật với công việc livestream bán hàng online. Nói về lý do, diễn viên 9X thừa nhận cô muốn có nguồn kinh tế để lo cho nhiều người. Hồ Bích Trâm cho biết cô chưa đi quay phim trở lại vì muốn ở nhà tập trung lo cho con, dù thời gian cho bé không nhiều vì bận rộn kinh doanh.